Hello, chào các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai tụi mình sẽ tiến hành di chuyển từ cái chuyến mà cũng gọi là sơ sơ gọi là xuyên Việt đi. Thì bây giờ tụi mình đang chuẩn bị gọn gàng hết rồi. Đây các bạn, đây là cái nơi mà mình ở là cái khách sạn và ngày hôm qua này. Các bạn nhìn thấy ha, mình quay các bạn nhìn xem này. Thì tụi mình thì thuê lại giường đô ấy, rồi bốn người ngao du chiếu đây luôn. Và bây giờ các bạn nhìn thấy không, đồ đạc tụi mình đã gọn rồi, chuẩn bị đây tụi mình di chuyển rồi nè. Đây các bạn, nếu mà bạn nào mà muốn thuê hay gì á, các bạn cảm nhận này. Đấy, những cái form của nó. Bên ngoài thì nhìn nó cũng khá là tươm tất, bên trong thì mình cũng chưa biết như thế nào, các bạn tự đánh giá ha. Đây, cái nhà vệ sinh đây. Đấy, nhà vệ sinh. Thì xin phép mình sẽ không đánh giá là chất lượng như thế nào, để các bạn nhìn nhận ha. Thì đấy các bạn, thì đây chính là cái nơi mà tụi mình đã có một đêm trải nghiệm. Thì ở Khánh Hòa thì nó cũng sẽ có được những cái điều khá là thú vị. Thì thú vị nó từ về cái góc nhìn, đó là thứ nhất là từ cái việc đi chơi và đi trải nghiệm. Rồi cho tới tiếp theo đó là đôi khi nhìn nhận cái cuộc sống một chút xíu, đôi khi làm những cái công việc, đôi khi có những trải nghiệm khi đi dạo tại Khánh Hòa này. Gọi là những cái bài học rất là nhiều, bài học này, bài học kia nó đi song hành với nhau, rất là tuyệt vời các bạn. Thì bây giờ mình sẽ từng bước mình sẽ đi di chuyển xuống cái xe để mình thực hiện cái chuyến đi tiếp theo ha. Rồi mình sẽ chất lọc lại, mình sẽ chia sẻ các bạn những cái nào mà thực sự nó cần thiết cho các bạn ha. Vì những cái điều mà các bạn nghe, những điều cần thiết thì nó sẽ thú vị hơn ha. Thì hiện tại mình cái cổ họng mình cũng hơi khản một chút xíu, nên mình cũng phải chọn lọc chút xíu. Bởi vì liên tục quá thì đến lúc mà nó mệt á, thì lúc đó coi như mình sẽ khó chia sẻ với các bạn hơn. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ ngày mới với một cái ngày mới đầy năng lượng. Ok, fighting. Rồi, cố lên, chạy chưa? Nếu mà bạn nào mà xem những video của mình rồi thì các bạn biết là phần lớn mình sẽ đi với một chiếc ba lô trên vai này, và tiếp theo là một cái ba lô nhỏ nữa mà trước kia mình đã từng thực hiện để chuyển chuyến đi này. Các bạn sẽ không có gì là lạ lắm nữa. Chạy chậm chút ạ. Chạy thế đấy chú. Thì đó, họ đang tiến hành để làm thủ tục kiểm tra mọi thứ cho nó gọn gàng trước khi tụi mình đi. Điều đó cũng rất là tuyệt vời. Cái điều đó thì nó cần thiết các bạn ạ. Đây, trong cái thang máy này. Thang máy này thì mình thấy tầm 4 người gì đó, hoặc là 6 người, bao gồm cả trẻ nhỏ. Đấy, các bạn nhìn thấy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra thực hiện cái chuyến hành trình của mình. Rồi, đã thang máy đã xuống rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra xe ha. Mình sẽ... Hết rồi, chú đi lên kiểm tra rồi đó. Thì bây giờ mình đang... mang cái hành lý để đi ra ngoài này, và chuẩn bị để đi ra ngoài xe xếp đồ lên chứ, tại vì cũng khá là nhiều đồ đi cùng với mọi người nữa, nên thành ra là cần phải gọn gàng. Đây thì tụi mình đang tiến hành sắp xếp hành lý này để chuẩn bị chuyển chuyến đi này. Đây. Bầu trời thì bây giờ khá là trong xanh nè, nhưng mà không biết là qua tầm ngày mai nó như thế nào. Nhưng mà mấy ngày sát Tết thì thường không khí ở miền Trung nó sẽ lạnh các bạn. Thì mình đang đứng đối diện vào cái vị trí mà hôm qua mình tới thuê phòng đó, nhưng mà chưa có thuê. Cũng là một trải nghiệm thú vị.
Thank you.